KD Anime Shop nhiều ưu đãi, hỗ trợ tận răng. Mua hàng ủng hộ tụi mình bằng link shop mình để ở dưới phần mô tả và bình luận của video nhá. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Tổ chức Áo Đen là một băng đảng tội phạm có quy mô toàn cầu và sở hữu những thành viên tài giỏi nhiều lần làm cho các cơ quan về tội phạm hàng đầu thế giới phải đau đầu. Tuy nhiên không phải thành viên nào cũng thật sự xuất sắc mà đôi khi còn được xem là hố đen báo hại tổ chức. Điển hình là anh chàng mafia mang mật danh Vodka. Vậy trong video ngày hôm nay, hãy cùng KD Anime tìm hiểu xem liệu Vodka có thật sự là sao quả tạ của tổ chức Áo Đen hay không nhỉ? Giờ thì KD go! 1. Lý lịch. Vodka là một loại rượu mang hương vị thuần khiết với các thành phần chính chủ yếu làm từ lúa mì, khoai tây và củ cải. Tên gọi này được bắt nguồn từ câu tiếng Nga Gin Eni Voda với ý nghĩa là nguồn nước của cuộc sống. Ngoài ra đây được xem là một trong những loại rượu phổ biến nhất trên thế giới. Có lẽ vì vậy mà so với các thành viên khác trong tổ chức Áo Đen, Vodka có phần nhạt nhòa hơn và chỉ được nhớ đến là một đàn em luôn sát cánh cùng Gin trong mọi trường hợp. Vodka là một trợ lý thân cận có mặt cho mọi nhiệm vụ mà Gin chỉ huy, trong đó chủ yếu thực hiện các cuộc điều tra hay tìm kiếm thông tin. Ví dụ như theo dõi mọi hoạt động của Akemi Miyano hay truy tìm tung tích của kẻ phản bội Seri. Ngoài ra với các giao dịch quan trọng khác của tổ chức như tống tiền hay mua bán, Vodka cũng là người trực tiếp đứng ra giao dịch. Ngoài nhiệm vụ chính trên thì anh ta còn đảm nhiệm cả việc sắp xếp các cuộc họp và truyền thông tin đến các thành viên khác trong tổ chức. Một trong những công việc mà ta thường xuyên thấy nhất của Vodka là vị trí lái xe trên chiếc xế hộp Porsche 356A đắt đỏ của đại ca Gin. So với các thành viên khác khá ngang ngược và hay bị Gin nghi ngờ là gián điệp thì Vodka lại rất nghe lời và trung thành tuyệt đối với tổ chức. Anh ta là một phụ tá đắc lực của Gin, thậm chí coi Gin như một tín ngưỡng. Trong movie 26 Tàu ngầm sắt màu đen, Vodka đã vô tình truy tìm được tung tích của kẻ phản bội Seri và ngay lập tức báo cáo với đại ca. Trong khi mọi người đều từ chối truy bắt cô bé vì những tư lợi riêng thì Vodka lại rất quyết tâm với nhiệm vụ được Gin giao phó mà không ngần ngại hợp tác với cả Binga, cánh tay phải của Ram. Vodka đã rất hào hứng báo cáo và đón Gin từ trực thăng xuống tàu ngầm để khoe chiến tích bắt cóc được Seri. Có thể nói người đàn em này luôn đảm bảo an toàn cho đại ca mọi lúc mọi nơi. Trong khi bản thân anh chàng phải đi vào tàu ngầm bằng ống phóng ngư lôi nguy hiểm thì Vodka lại mạo hiểm cho tàu nổi lên để đón Gin đi xuống từ tháp chỉ huy nhằm đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó Vodka cũng rất ỷ lại, anh ta luôn báo cáo mọi việc và chỉ thực hiện sau khi Gin ra quyết định. Có lẽ bởi vậy mà đại ca luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho người đàn em này. Bằng chứng là việc Gin nhiều lần bỏ qua các sai phạm của Vodka, cũng như luôn giải thích mọi câu hỏi mà đàn em này đặt ra. 2. Vodka có thật sự là sao quả tạ của tổ chức Áo Đen hay không? Ngoại hình. Trong khi các thành viên khác có thể dễ dàng thâm nhập hoặc cải trang để thực hiện nhiệm vụ, thì Vodka lại sở hữu thân hình có phần vạm vỡ với chiếc cằm rộng cùng cách nói chuyện thô lỗ, dễ dàng làm mọi người liên tưởng đến một thành viên của băng đảng mafia, Yakuza, hay một tên côn đồ. Hiếm hoi mới có một lần ta thấy anh chàng hóa trang thành zombie tham dự buổi tiệc Halloween trái mùa do Vermao tổ chức. Bên cạnh đó, so với các nhân vật khác được thay đổi phong cách thời trang qua 4 mùa, thì Vodka lại luôn gắn liền mình với hình ảnh một người đàn ông đội chiếc mũ Fedora màu đen khoác lên mình một bộ vest màu đen và đeo kính cũng đèn nốt. Do đó mọi người vẫn chưa có cơ hội được nhìn rõ khuôn mặt thật sự của Vodka. Dành cho những ai chưa để ý thì chiếc mũ mà Vodka đang đội nhiều khả năng là mũ đôi với cả Gin, khi anh chàng tóc bạc này cũng đang đội một chiếc khá tương tự. Tính cách. Giống với những người đồng đội của mình, Vodka cũng là một kẻ giết người tàn nhẫn và sẵn sàng chĩa súng về bất cứ ai được cho là nguy cơ đối với tổ chức. Điển hình như lần giải cứu Kerr, Vodka đã hỏi Gin có nên khử luôn những người ở bệnh viện đã giúp đỡ FBI. Nếu Kerr không ngăn cản, có lẽ nhiều người vô tội sẽ phải thiệt mạng. Anh ta luôn hành động và nói chuyện như một tay xã hội đen điển hình và dễ để lại ấn tượng xấu. Trong vụ án giết người trên tàu lượn siêu tốc, Vodka sẵn sàng chen hàng và quát nạt mọi người để giành vị trí ghế ngồi của tàu lượn. Bởi vậy, trong một khu vui chơi mà xuất hiện hai người mặc toàn đồ đen lại còn cư xử như mafia thì bị Shinichi nghi ngờ đang làm việc xấu cũng là điều dễ hiểu. Suy luận, mặc dù là thành viên của một băng đảng tội phạm có quy mô toàn cầu nhưng Vodka lại không sở hữu IQ cao, sự mưu mẹo và tài ứng biến như các thành viên khác. Mọi người chỉ nhớ đến anh qua những câu hỏi như giờ sao đại ca? Tại sao đại ca? Hay đại ca làm gì vậy? Mỗi khi cần đưa ra quyết định hay thắc mắc về vấn đề nào đó. Ngoài ra thì trong nhiều lần tự mình thực hiện nhiệm vụ, Vodka còn hay mắc bẫy và suýt để lộ thân phận của mình cũng như thông tin về tổ chức. Khi giao dịch với Itakura để lấy chiếc đĩa CD chứa phần mềm mà bọn chúng đặt hàng, Conan đã khéo léo dụ Vodka vào bẫy nhằm lấy được dấu vân tay và ADN mà chẳng hề bị anh ta nghi ngờ. Nếu như Gin không yên tâm về người em này
và đến tận nơi để kiểm tra thì có lẽ là danh tính thật sự của vodka đã bị lộ thông qua dấu vân tay và ADN từ nước bọt trong điếu thuốc lá. Với các thành viên khác trong tổ chức, vodka cũng không được họ quá xem trọng và đôi khi còn trêu đùa anh. Trong một lần cùng tham gia ám sát nghị sĩ tranh cử, Vermao đã chê cười và nhắc nhở anh ta nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu vấn đề về kiến thức lịch sử khi không hiểu được lý do Jin chọn địa điểm đi săn. Vodka ngay sau đó đã im lặng và ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Một lần khi cặp bài trùng của tổ chức đang thưởng thức âm nhạc tại một nhà hàng sang trọng, Vodka đã không nghi ngờ mà cảm ơn và uống ngay ly rượu được người bồ bàn mang đến sau khi nghe nói đây là thành ý của bà chủ. Nếu Jin không ngăn cản thì Vodka sẽ mãi không thể biết được người vừa phục vụ rượu lại chính là đồng đội của mình, Vermao đang cải trang. Kỹ năng chiến đấu. Vì xuất hiện khá ít và chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho Jin nên Vodka không thể hiện được nhiều kỹ năng chiến đấu của mình. Trong đó khả năng sử dụng súng của anh ta cũng không được đánh giá cao, thậm chí có thể bắn trượt mục tiêu ngay khi đang ở khoảng cách gần. Một lần khi cùng tổ chức truy đuổi Camel, thành viên của FBI, Vodka đã phát hiện anh ta đang trốn ở gần đó nhưng vẫn bắn trượt và để mục tiêu chạy thoát. Ngoài ra, trong khi Ram cố gắng tung những tin đồn không chính xác về bản thân nhằm che giấu thân phận thực sự, thì chính Vodka lại là người gián tiếp cung cấp thông tin chính xác về Ram, giúp Conan và FBI có thêm nhiều thông tin về Number 2 của tổ chức. Mặc dù tác giả chưa tiết lộ về tài năng võ thuật của Vodka, nhưng hậu đậu tới mức trượt chân ngã, chỉ vì dẫm lên hạt cà phê thì võ thuật hẳn cũng không phải là sở trường của anh chàng này đâu. Ngoài ra, tại phần mở đầu của series trinh thám, trong quá trình làm nhiệm vụ, Vodka đã không chú ý quan sát mà bị Kudo Shinichi bám theo đến tận địa điểm giao dịch. Nếu Jin không kịp thời phát hiện và ra tay xử lý cậu thám tử, thì bí mật của tổ chức e rằng đã bị phát hiện. Không những vậy, sau khi thấy đại ca đánh ngất Kudo, Vodka đã không suy nghĩ mà theo bản năng dùng súng định xử lý cậu trong khi xung quanh đang có cảnh sát, khiến Jin phải lập tức ngăn cản. Lần khác, khi Jin bị Conan bắn súng gây mê, Vodka đã bị phân tâm và không nhận ra Seri đang bỏ trốn và không kịp ngăn cô ta lại. Nom có vẻ như đại ca Jin gánh Vodka còng lưng ha. 3. Những kỹ năng nổi bật của Vodka. Mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng để có thể hoạt động lâu dài trong tổ chức áo đen thì Vodka cũng phải có những giá trị nhất định và được bọn chúng khai thác. Hãy cùng KD Anime tìm hiểu một số kỹ năng nổi bật của Vodka ngay sau đây. Thu thập thông tin. Vodka có nhiệm vụ chính là thu thập và tổng hợp thông tin, sau đó truyền tới các thành viên khác. Vì vậy mà khả năng nắm bắt thông tin của anh ta là không thể khinh thường. Ví dụ như, khi nghe cảnh sát nhắc đến tên Kudo, Vodka đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cho thấy một mafia hoạt động ngầm như anh cũng có lúc đọc các tin tức liên quan về cậu. Lần khác khi Con muốn ám sát nghị sĩ tranh cử trong lúc ông ta đang ngồi trên xe, Vodka đã ngăn anh ta và cung cấp thông tin của chiếc xe chở nghị sĩ được làm từ vật liệu chống đạn nên Con không thể xử lý ông ta bằng súng được đâu. Vodka cũng thường xuyên theo dõi tin tức và cung cấp thông tin cho Jin về việc Hota Gaito, người moi lại vụ án của Haneda Koji, đã chết và không tiết lộ bất cứ thông tin nào về vụ án cũng như tổ chức. Khả năng ghi nhớ. Trái ngược với Jin thường không nhớ mặt của các con chuột chết dưới tay mình thì Vodka lại có trí nhớ khá tốt. Anh ta có thể nhớ rõ lý do, hoàn cảnh cái chết của Shinichi và báo cáo lại với Jin. Khả năng quan sát. Dù không mấy xuất sắc nhưng Vodka cũng là người hay để ý những tiểu tiết mà Jin thường bỏ qua và đôi khi gây bất lợi cho Conan. Trong một lần đụng độ với tổ chức áo đen tại khách sạn Haido, nơi giam giữ Hypera, cả Jin và Vodka đều bước vào kiểm tra căn phòng bí mật của Pisco, nhưng chỉ có Vodka để ý chai rượu Baiga trên bàn bị vơi đi và chiếc máy tính đang bật có chứa dữ liệu về APTX 4869 mà Hypera bỏ lại trước khi bỏ trốn. Ngoài ra, anh chàng mafia này cũng rất chăm xem tin tức trên TV. Trong một lần theo dõi bản tin về vụ cướp ngân hàng, Vodka đã nhìn thấy một người trông giống Akai Shiuchi xuất hiện thoáng qua trên phóng sự và lập tức báo cáo với đại ca, khiến Jin phải huy động cả nhóm nhỏ do mình quản lý cùng tham gia thanh trừng người được cho là giống Akai. Một lần khi cùng Chianti truy tìm một thành viên của FBI đang lẩn trốn, anh chàng còn cẩn thận tìm cả những tiệm cà phê, mặc cho người bạn đồng hành than thở và cho rằng sẽ chẳng có ai trốn ở những nơi dễ tìm như vậy. Ai ngờ kết quả là Vodka đã đúng khi Carmen đang trốn tại một vị trí gần họ. Ngoài ra thì anh ta cũng chỉ cần nhìn qua dáng người và cách chuyển động trên màn hình máy tính, liền có thể ngay lập tức nhận ra Kurakao và báo cáo cho Jin xử lý. Bên cạnh đó, khi Akai bắn vào con chip trong tay Jin, Vodka đã tính nhanh được khoảng cách là 700 thước. Trong movie 26 mới ra, Vodka có thể nhận biết ngay lập tức tấm hình nhận diện Seri trong thẻ nhớ mới chụp ở thời điểm gần đây, nhờ chiếc điện thoại đời mới mà người qua đường cầm trên tay, điều mà cả ba thành viên khác còn chưa chú ý tới. Nhạy bén với âm thanh. Trong lần Vodka nói chuyện qua điện thoại với Suguru Itakura, nhưng thật ra là Conan đang giả giọng, anh ta đã chú ý đến cả tiếng bật công tắc đèn của bác tiến sĩ Akasa chỉ thông qua điện thoại và nghi ngờ có người khác ở đó. Lần khác khi Vodka đang nói chuyện với Tequila qua điện thoại, Conan đã làm rơi ví tiền có đồng xu văng ra khiến
khiến Vodka nghe thấy và lập tức dò hỏi cộng sự của mình. Có thể thấy Vodka có một tinh thần cảnh giác rất cao với những thứ gã không thể thấy tận mắt. Lái xe. Tuy không được đánh giá cao về võ thuật hay khả năng bắn súng, nhưng Vodka lại có kỹ năng lái xe khá chuyên nghiệp. Có lẽ vì vậy mà anh chàng luôn được Jin tin tưởng cho đảm nhận vị trí ghế lái. Bên cạnh đó, trong các nhiệm vụ rượt đuổi, con mồi, thì Vodka có thể vừa lái xe, vừa nghe Jin chỉ đạo và luôn thành công theo sát đối tượng. 4. Kết luận. Mặc dù Vodka có phần hậu đậu, vụng về và nhiều lần ngáng chân tổ chức, nhưng anh ta cũng là một thành viên nguy hiểm và không thể lơ là. Không như các thành viên khác nhiều lần bị nghi ngờ là gián điệp, thì Vodka lại rất trung thành và luôn cống hiến hết mình với tổ chức. Tuy nhiên thì anh chàng cũng nhiều lần khiến tổ chức lung lay, nhưng tài năng của anh là không thể phủ nhận. Vì vậy mà Vodka mới có thể tồn tại lâu đến như vậy trong tổ chức đến tận ngày hôm nay. Vodka tuy là một nhân vật khá mờ nhạt nhưng lại đồng hành với người hâm mộ ngay từ những chương truyện đầu tiên và nhiều lần làm cho phe trắng lao đao. KD Anime hy vọng sẽ được chứng kiến thêm nhiều tài năng của anh chàng để cuộc chiến cuối cùng ngày càng gay cấn và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!